Kính chào quý vị và các bạn. Trước hết chúng tôi xin thành thật chào đón quý vị, tái ngộ cùng quý vị trong chương trình ca nhạc Hollywood Night. Và quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Colors of the Wind, một trong những ca khúc chính của cuốn phim hoạt họa rất nổi tiếng Pocahontas, đang làm say mê hàng triệu triệu khán thính giả ở trên thế giới. Và bài hát này đã được gửi đến quý vị qua giọng hát của cô Thúy Hằng, một khuôn mặt trẻ và cũng là một bông hoa tươi thắm đã đến với chúng ta từ tiểu bang Louisiana. Và đây cũng là một khám phá rất mới mẻ của Trung Tâm Mây, đồng thời đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của Thúy Hằng trên sân khấu ca nhạc, video ca nhạc. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Em Vẫn Cần Anh, một sáng tác mới của Ngọc Trọng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan.
hôm nào anh đến khu phố trên cao, đường trơn ướt bờ biển vắng âm thầm, nghe lòng hoang vắng buổi chiều phố xa tiêu điều, nhớ mênh mang ngày tình đến huy hoàng. Em còn ngồi đây giữa chốn hoang vu, ly cà phê đắng từng giọt xuống êm đềm, men tình chất ngất giọt buồn xót xa đầy vơi. Giáng xuân xưa giờ chỉ biết mong chờ, em vẫn cần anh bên đời sông vỗ mênh mang, cho bớt cô đơn đêm về phố vắng thanh thang. Lên khúc yêu đương hôm nào ngồi hát bên nhau, kỷ niệm đêm cuối chia tay anh về bên ấy. Dù mai xa cách chỉ biết yêu anh một lần ân ái, ngàn đời nhớ nhau hoài. Anh về bên ấy từng chiều có nghĩa ý chí, tiếc nhau chi mảnh đời lúc xuân thì. Đây giữa chốn hoang vu, ly cà phê đắng từng giọt xuống êm đềm, men tình chất ngất giọng buồn xót xa đầy vơi. Giáng xuân xưa giờ chỉ biết mong chờ, em vẫn cần anh bên đời sông vỗ thang. Lên khúc yêu đương hôm nào ngồi hát bên nhau, kỷ niệm đêm cuối chia tay anh về bên ấy. Dù mãi xa cách chỉ biết yêu anh một lần ân ái, ngàn đời nhớ nhau hoài. Anh về bên ấy chiều có nghĩa ý chí, tiếc nhau chi mảnh đời lúc xuân xanh. Thưa quý vị, chương trình Hollywood Good Night số 14 với chủ đề Người tình mùa hạ được thực hiện tại thành phố nghỉ hè San Diego, một địa điểm rất là trong lành và hiền hòa mà người Mỹ thường gọi là Vacation Town. Và trong cái chương trình đặc biệt này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị nhiều khám phá mới mẻ và các tiết mục bất ngờ khác mà chúng tôi xin gửi đến quý vị trong những giờ phút kế tiếp. Nhưng bây giờ thì tôi rất là nôn nóng để được giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt rất quen thuộc với chúng ta trong các lĩnh vực trình diễn. Cô là một ca sĩ, một tài tử điện ảnh và cũng là một kịch sĩ rất là nổi tiếng và quen thuộc từ nhiều năm qua. Nhưng mà hôm nay lại là lần đầu tiên mà cô đảm nhiệm vai trò điều khiển chương trình. Chúng tôi xin quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp đón một khuôn mặt rất quen trong một vai trò rất lạ. Thưa quý vị, người đẹp Tây Đô của những trường trung học ở Cần Thơ năm nào, cô Băng Châu.
Xin trước hết thay mặt khán thính giả và trung tâm May rất là hân hạnh và chào đón Băng Châu đã đến với Hollywood Night. Cảm ơn anh Nam Lộc. Băng Châu xin kính chào quý vị khán thính giả của Hollywood Night. Kính thưa quý vị, anh Nam Lộc nói rất đúng. Đây là lần đầu tiên Băng Châu được hân hạnh điều khiển chương trình trong một video ca nhạc có giá trị nghệ thuật cao và rất được khán thính giả yêu thích. Tuy đảm nhận một vai trò mới lạ, nhưng Băng Châu nghĩ rằng nếu có cơ hội được phục vụ nghệ thuật thì dù với một hình thức nào, đó cũng là những điều may mắn và hạnh phúc. Băng Châu xin hết sức cố gắng và hy vọng sẽ không làm phụ lòng thương mến cũng như mong đợi của tất cả quý vị. Tôi muốn hỏi Băng Châu một điều là thường thường thì tôi gặp Băng Châu trong những chiếc áo dài rất là rực rỡ và kiểu cách, mà hôm nay lại thấy Băng Châu mặc áo dài có vẻ giản dị, giống như là áo dài đi học ngày xưa đem ra mặc vậy. Thưa anh Nam Lộc, thưa quý vị, sở dĩ Băng Châu chọn chiếc áo dài này vì Băng Châu nghĩ nó biểu tượng cho cái tính mộc mạc và bình dị của người phụ nữ miền Nam. Và để tiếp tục chương trình, Băng Châu xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị nhạc phẩm Cuộc Tình Bể Dâu, một sáng tác mới nhất của Trịnh Lâm Ngân. Trịnh Lâm Ngân cũng là danh hiệu chung của hai nhạc sĩ Trần Trịnh và Nhật Ngân. Thưa quý vị, Tường cũng nên nhắc ở đây rằng Trịnh Lâm Ngân cũng là hai tác giả viết ra ca khúc Qua Cơn Mê. Vâng, và ca khúc này đã đem tên tuổi của Băng Châu đến với khán thính giả yêu nhạc, phải không Băng Châu? Dạ, thưa phải. Vâng, và sau đây chúng tôi xin hân hạnh và giới thiệu cùng quý vị nhạc phẩm Cuộc Tình Bể Dâu của Trịnh Lâm Ngân qua tiếng hát ngọt ngào và trầm ấm của nam ca sĩ Hoài Nam. Chúng mình vẫn thường gặp nhau vào khi đi xem lễ sớm, tuy là chưa lần tâm sự mà tình nghe nào xa. Hằng ngày còn nghe giọng nàng ngân vang cao vút trong ca đoàn, con đã mộng mơ ước một tình yêu thật đơn sơ không sóng gió. Xin mẹ chớ để cho cuộc tình chìm trong bể dâu. Em như thiên thần trong xóm đào hiền hòa, anh chưa ngoan đạo đâu dám ngỏ lời. Áo trắng trinh nguyên sao thướt tha yêu kiều, tàn lễ theo em về mà lòng ngỡ trong mơ. Nhà thờ hôm nay rộn hồi chuông ngân lễ cưới em tưng bừng, anh đứng lặng bên đường trách mình tại sao từ bao lâu cấm nín mãi, bây giờ lỡ nhịp cung đàn còn gì đâu mà mơ.
giọng nàng ngân vang cao vút trong ca đoàn. Con đã mộng mơ nhiều, ước một tình yêu thật đơn sơ không sóng gió. Xin mẹ chớ để cho cuộc tình chìm trong bể dâu. Em như thiên thần trong xóm đạo hiền hòa, anh chưa ngoan đạo đâu dám ngỏ lời thương. Áo trắng trinh nguyên sao thướt tha yêu kiều, tàn lễ theo em về mà lòng ngỡ trong nhà thờ hôm nay rộn hồi chuông ngân lễ cưới em từng bừng. Anh đứng lặng bên đường trách mình tại sao từ bao lâu cấm nín mãi, bây giờ lỡ nhịp cung đàn còn gì đâu mà anh đứng lặng bên đường trách mình tại sao từ bao lâu cấm nín mãi, bây giờ lỡ nhịp cung đàn còn gì đâu mà mong. Anh đứng lặng bên đường trách mình tại sao từ bao lâu cấm nín mãi, bây giờ lỡ nhịp cung đàn còn gì đâu mà mong. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Mưa Ngâu của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, một bài hát có thể điệu nhanh và nội dung rất vui tươi và nhí nhảnh. Ca khúc này được gửi đến quý vị qua sự trình bày của một nữ ca sĩ mà ngoài sự thành công về giọng hát, cô còn có một lối trình diễn rất linh động và lôi cuốn. Cũng có thể nói rằng cái lối trình diễn đó nó cũng đồng thời thích hợp với cái ca khúc Mưa Ngâu, một bài hát đòi hỏi có những cái động tác rất là nhịp nhàng và uyển chuyển. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị ca khúc này qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Ý Lan.
giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu búp non trên cành thành lá biếc, giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày xưa đôi ta bên nhau chiếc ô xoe tròn là bóng lá, mong sao mưa thật lâu để cho đôi lứa bên chiếc ô trên đầu. Ngày nay đôi ta xa nhau, lá non trên cành thành lá úa, từng giọt mưa ngâu rất bên thềm, tình yêu đâu dễ lãng quên. Và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió, giọt mưa ngâu hay là nước bắt cóc Y Lan để được hỏi Y Lan một vài câu mới được. Y Lan xin kính chào tất cả quý vị. Thực sự thì không phải câu hỏi của tôi mà một số đông khán thính giả ở xa đó có hỏi chúng tôi và nhờ hỏi Y Lan là tại hôm nay chúng ta gặp nhau. Thì những cái câu hỏi đã được gửi về và nói là thế nào cũng phải hỏi Y Lan, bởi vì lâu lắm họ không gặp Y Lan trong những cái buổi trình diễn ở các tiểu bang khác. Đặc biệt là mấy cái nhà tổ chức ấy, thì ai cũng than là Y Lan lúc sau này hay từ chối, không có đi những trình diễn ở xa. Tại sao vậy Y Lan? Thưa anh, lý do cũng rất tự nhiên. Có lẽ anh cũng như tất cả quý vị khán giả có mặt đêm hôm nay nhìn thấy Y Lan trình diễn có một chút gì đó thay đổi. Y Lan muốn nói đến một tin vui mà Y Lan đang được ơn phước trời ban cho. Y Lan đang có mang một em bé. Thảo nào mà trông eo nó có vẻ hơi lớn. Anh đừng có tưởng Y Lan có mang thì Y Lan hiền hơn mà ăn hiếp nha. Thảo nào thưa quý vị, không, tôi nói đùa thôi, chứ còn tôi đã nhận xét từ lúc nãy rồi, nghi rồi, tại vì mọi khi thì cô này cô ấy nhảy giật gân lắm mà tại sao hôm nay có vẻ hiền hòa quá vậy? Anh ơi cũng lo lắm, anh biết hôm nãy giờ ngoài kia mình với một cái vóc dáng lúc trước thanh thanh một chút xíu mà bây giờ có cái bụng nó hơi nặng, thành ra quay mấy vòng mà cũng nguy hiểm lắm, unbalanced lắm anh ơi. Vâng. Tuy nhiên cũng cố gắng hết sức, hy vọng rằng quý vị sẽ có được những giây phút thật là thoải mái đã xem phần trình diễn vừa qua của Y Lan. Vâng. Tôi xin phép để được đại diện khán thính giả cũng như là anh chị em nghệ sĩ chúc Y Lan mẹ tròn con vuông nhé. Anh, con vuông thì Y Lan nhận, đừng chúc mẹ tròn. À thôi. Mẹ mà tròn làm sao mà đi hát trở lại mau mau cho khán giả xem. Thôi bây giờ có lẽ chúng ta chúc mẹ bầu dục con vuông đi. Hình nào trông cũng không thích lắm, nhưng mà thôi ý của anh là ý tốt, tức là mẹ khỏe phải không anh? Dạ vâng, đúng vâng, như vậy. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Y Lan. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn anh. Thưa quý vị, sau đây Văn Châu xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị những người bạn trẻ rất dễ thương, đó là Thúy Vi, Ngọc Anh,
Gia Minh Thảo, Phượng Thúy và Yến Mai. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm YMCA, một ca khúc rất thành công của nhóm Village People qua phần trình diễn của ngũ ca The Hollywood Night. Can make real your dreams, but you get to know this one thing. No man does it all by himself. I say, young man, put your pride on the shelf and just go there to the YMCA. I'm sure they can help you today. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Good meal, you can do whatever you feel. Young man, I was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so jive. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there. YMCA, they can start you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can have a good meal. You can do whatever you feel. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. It's fun to stay at the YMCA. Anh biết em đi chẳng trở về, dầm ngàn liễu quất với sương che. Anh biết em
không phải vì anh chẳng tài em, hoa thu tàn tạ rụng bên thềm, ân tình sớm nở chiều phai u, không phải vì anh chẳng tài em. Bên góc thông Tuần vừa rồi tôi có gặp ông kịch sĩ Xuân Phát, ông có kể tôi nghe một cái câu chuyện mà trong cái buổi tiệc cưới Băng Châu có rất nhiều vị khách đến và hát karaoke trong cái buổi tiệc cưới ngày hôm đó. Thế thì trong cái phần cắt bánh cưới, thưa quý vị, trong lúc mà cô dâu chú rể đang mỗi người cầm một con dao để cắt cái bánh cưới thì có một bà khách bái lên bái hát tặng cho gia đình hai họ nhạc phẩm Đồi Thông Hai Mộ. Ồ, Băng Châu nhớ câu chuyện này rồi anh Lộc ơi. Hình như là sau đó bà khách ấy còn hát tặng riêng cho chú rể một bài hát nữa. Đó là bài Hàng Mặc Tử, có phải không anh? Thưa quý vị, có lẽ là tại vì bà ấy chỉ có thuộc mấy cái bài đó thôi đó. Cho nên đôi lúc mà mình chỉ thuộc một ít bài mà đi chơi thì người ta hoặc là mời lên sân khấu hoặc là bị đẩy lên sân khấu hát thì đôi lúc nó cũng không đúng với hoàn cảnh nữa, thưa quý vị hay là Băng Châu. Nhưng mà chắc là cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Thì cứ miễn làm sao cho mọi người vui vẻ là được rồi. Đúng vậy. Kính thưa quý vị, nói đến vấn đề thích hợp với hoàn cảnh thì chắc chắn
nhạc phẩm kế tiếp sẽ mang đến cho chúng ta tất cả những hương vị cùng hình ảnh của chủ đề video ca nhạc Hollywood Night 14. Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Người tình mùa hạ, sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, viết riêng cho chủ đề Hollywood Night ngày hôm nay. Bài hát này sẽ được trình bày qua giọng hát của một khuôn mặt rất là duyên dáng và trẻ đẹp. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Bích Thuần. Mùa hạ lại về, nhạc về dù ai véo von trên ngàn thông. Biển trời thêm rộng và cát trắng xóa vẫn in dấu chân em qua đây một mình. Đôi chân son thong dòng mưa như tìm lại kỷ niệm nơi này. Đôi khi vai em khẽ rung như nhớ cát trắng biển xanh cùng ai. Ngày nào đó thiết tha bên nhau son thông dòng mưa như tìm lại kỷ niệm nơi này. Đôi khi vai em khẽ rung như nhớ cát trắng biển xanh cùng ai. Ngày nào đó thiết tha bên nhau nay đã xa. Có một cái bài hát mà chắc quý vị cũng như là Băng Châu mọi người đều nghe và đều biết đến trong cái khoảng thập niên 1960, một bài hát rất là nổi tiếng. Và cái bài hát này nó phổ thông đến nỗi mà rất nhiều người đã viết ra những cái lời hát dí dỏm cho cái bài hát này. Không biết là cái bài đó có tên là Trăng Rụng Xuống Cầu, không biết là Băng Châu có biết ai là người hát cái bài hát này Việt Nam? Dạ thưa, đó là đôi nghệ sĩ dễ mến Ngọc Cẩm và Nguyễn Hữu Thiết. Đúng như vậy. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức lại ca khúc quen thuộc này qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Thanh Tuyền và Hoài Nam.
chân về đâu suối mai, ai ca dưới chân nhà gần xa băng dài, mai trèo con thai trên sông hai màu, con thuyền về đâu ô hay sao chẳng dùng xuống câu, vì đâu ô hay sao chẳng dùng xuống câu. Đêm nay bao con thuyền về ngang bến vắng, em hát lên rằng dừng chân hỡi chàng chiến đấu nắng mưa dãi dầu, đừng vội về đâu chẳng vui nên chẳng dùng xuống cầu, vì đâu chẳng vui nên chẳng dùng xuống cầu. Soi trên con thuyền chàng, chàng rơi cầu làng, đời thuyền chiến thắng song tách đôi hàng. Hò khoan, hò huệ, say sưa chiến thắng về sau bao ngày mưa nắng. Hò khoan, hò huệ, đêm nay cờ lồng gió muôn câu hò ngân dài. Ở này anh hai, anh ba, thuyền anh lướt trên trăng ngà. Mà ở này anh tư, anh năm, dừng tay ghé thăm thôn này. Đêm nay bao con thuyền về ngang bến vắng, cô em hát lên rằng dừng chân hỡi chàng chiến đấu nắng mưa dãi dầu, đừng vội về đâu chẳng vui nên chẳng dùng xuống cầu, vì đâu chẳng vui nên chẳng dùng xuống cầu. Soi trên con thuyền chàng, chàng rơi cầu làng, đời thuyền chiến thắng song tách đôi hàng. Hò khoan, hò huệ, say sưa chiến thắng về sau bao ngày mưa nắng. Hò khoan, hò huệ, đêm nay cờ lồng gió muôn câu hò ngân dài. Ở này anh hai, anh ba, thuyền anh lướt trên trăng ngà. Mà ở này anh tư, anh năm, dừng tay ghé thăm thôn này. Đêm nay bao con thuyền về ngang bến vắng, cô em hát lên rằng dừng chân hỡi chàng chiến đấu nắng mưa dãi dầu, đừng vội về đâu chẳng vui nên chẳng dừng xuống cầu, vì đâu chẳng vui nên chẳng dừng. Vì đâu chẳng vui nên chẳng dùng xuống cầu, vì đâu chẳng vui nên chẳng dùng xuống cầu. Thưa quý vị, trong chiều hướng đi tìm kiếm những khuôn mặt trẻ có tài và yêu nghệ thuật, hôm nay Trung Tâm Mây xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một giọng hát mới trong một ca khúc rất quen thuộc mà chắc quý vị đã từng nghe qua tiếng hát của Bryan Adams trong phim Don Juan de Marcos. Bài hát có tên là Have You Ever Really Loved a Woman? Và bài hát này sẽ được gửi đến quý vị sau đây qua tiếng hát Trần Huy Cường. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, give her wings when she wants to fly.
And when you find yourself lying helpless in her arms, you know tell her that she's really wanted. You love a woman, you tell her that she's the one. She needs somebody to tell her that it's gonna last forever. So tell me, have you ever really, ever loved a woman? Yeah. Yêu ơi, khi đã yêu nhau, xin đến bên nhau, xin hãy trao bao yêu thương. Từ sâu kín tâm hồn, hơi ấm thơm nồng, tình yêu ngát men say, bao êm đềm, sâu trong đôi mắt thấp thoáng tương lai. Tiếng con thở dài tình yêu đã dâng tràn. Hồ thi tình đã trao, hãy mang cho những lời ngọt ngào. Và người ơi xin trao hết tình yêu tràn chứa trong tim. Vòng tay tròn đắm say, ta mang cho nhau tình muôn kiếp không phai nhòa. Hãy yêu sẽ mãi mãi sống có nhau, bao yêu thương đam mê ta trao nhau trọn đời. Oh, you've got to give us some faith, hold her tight, a little tenderness. You gotta treat her right, she will be taking good care of you. You really gotta love your woman, yeah. And when you find yourself lying dồi trao ước mong sao có được một ngày bán hổ để tên rạng danh tông tổ. Giờ đã tới khi khoa cử, lòng sương vui khăn gói ta lên kinh, quyết phen này danh đề không uống công cha mẹ trông mong. Trời
ơi, Sơn, Sơn cầu muối. Linh cầu kho. Trời ơi, lâu ngày quá mới gặp cho chưa chết anh Sơn ơi. Bởi vậy tưởng anh chết rồi chứ. Ê, nhưng mà sao lúc này sao ôm nhôm ôm nhách vậy? Đừng nhắc. Sao ạ? Tại vì yêu nó ôm. Trời ơi, ngu quá trời quá đất đi ông nội ơi. Tại sao ngu? Yêu chi vậy không biết nữa. Không nghe ông bà xưa mình nói hả? Nói sao? Ông bà xưa của mình nói là yêu là chết trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà lại được ăn. Này! Được yêu, được yêu. Nhưng làm người phải biết chữ yêu. Không yêu cũng giống như diều đứt dây. Người có yêu như cây có trái. Người không yêu như mái hết xăng. Chứ mái hết xăng thì nó lăn còng cọc cọc. Người không yêu tuyệt nọc tông đường. Bởi vậy cho nên tôi yêu. Vậy đó, vậy tôi mới yêu chứ ngu gì yêu. Đồng ý với anh là không yêu là tuyệt nọc tông đường. Ừ. Mà anh không nghe người ta nói hả? Nói sao? Ta nói yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu. Ừ. Anh cứ yêu anh ôm riết đi. Anh đứt bóng anh vợ. Ừ, chứ tại sao anh không nghe cái câu yêu là lỡ khổ không yêu lỗ chị? Bỏ qua chủ yêu anh quan bên đi. Giờ nghe hỏi thăm chút xíu nè. Hỏi đi, hỏi đi. Ê, lâu ngày mới gặp cô Tri. Anh cho tôi hỏi có gì đổi thay? Anh hỏi thì tôi phân bài. Lâu dài tôi cũng ăn mài mẹ cha. Mặc cho thiên hạ có dèm pha, riêng tôi vẫn cứ dinh da như thuở nào. Có nghĩa là giờ anh cũng ở trên răng ở dưới dép dép. Ờ, dưới dép, dưới dép. Bị anh biết làm sao không? Sao, tôi sao? Nói cái câu đó bị gì cái nào tôi cảm thấy tôi tháo được tôi đưa lên trên Las Vegas tôi thả hết trển. Còn cái nào tôi không tháo được tôi giữ lại, cái nào mà nó dính trong người giữ lại. Hay hay hay, giỏi giỏi. Chứ sẵn đây tôi hỏi lại anh, công danh sự nghiệp đã thành hay chưa? Anh hỏi thì tôi xin thưa rằng nay sự nghiệp cũng như xưa. Dư không dư, thiếu không thiếu, mà nó cũng đông đưa như thuở nào. Tốt, cũng còn đông đưa được là tốt. Chứ nằm một chỗ là thí mụ nội. Có đâu, còn ngon lành lắm. Vậy hả? Bây giờ sẵn đây tôi hỏi nè, anh nay đi đâu ạ? Tôi hả? Ừ. Tôi đi thi. Đi thi hả? Ừ. Ủa mà thi cái gì vậy? Thi thơ. Thi thơ? Tàu ơi, tôi lên kinh, tôi ứng thí á, tôi thi thơ không ạ? Lên kinh ứng thí, đi thi thơ hả? Ừ. Ngon lành quá em. Ừ. Còn anh đi đâu đây? Tàu ơi, thấy ăn mặc đẹp đẽ gì không biết đi đâu hả? Ừ ha. Ê, biết là biết à. Đi đâu, đi đâu, đi đâu? Đi ăn đám cung đình. À. Bay tầm bà không mà. Sao mà bay? Ăn đám cung đình đem này theo chi vậy? Trời ơi, đem này lát hồi đùm sâu đùm chuối về. Có đâu thôi. Không có hả? Làm như mặt tôi ham ăn lắm vậy. Nó xin lỗi anh nè, không phải đám nào cũng ăn đâu anh. Đám nào mà mời mình đi ăn. Ừ. Còn cái đám nào nào không mời á, không bao giờ tôi tới cho cái trời á. Ừ. À, đó, có tới cũng đi lui, đi tới đi lui, coi nó có kêu mình vô không. Ừ. Nó mà kêu mình vô mình mới vô ăn, còn nó không kêu mình vô đâu thèm vô. À. Thế là anh còn khôn. Nó không kêu mà vào, bước vào nó đập bỏ bu. Trời ơi, không kêu mà dám vô không? Không. Nhưng mà tôi nhìn trên cái mặt anh là thấy nguyên cái chữ ăn. À. Thiệt rõ ràng nguyên cái chữ thực ở trên mặt anh. Kệ cha tôi, kệ cha tôi anh ơi. Trời ơi, thôi giờ tôi nói nghe nè, giờ anh lên kinh anh thi phải không? Bây giờ khoan đi thi cái đã. Giờ sẵn anh em mình gặp mặt ở đây rồi. Đó, bây giờ anh trước khi đi thi á, anh cứ tưởng tượng tôi giống như là thầy của anh đi. Trời đất ơi, tôi hỏi anh đi đâu đây mà anh làm thầy tôi? Tôi đi thi. Trời ơi, chữ anh gói chưa đầy ba cái lá mít mày đặt đi thi. Thôi về đi. Trời đất ơi, cái tướng tôi gì mà gói chưa đầy ba cái lá mít. Ừ. Cái tướng anh vậy chắc gói đầy ba cái lá me quá. Trời ơi, xin lỗi anh, cái tướng tôi ốm yếu vậy dễ đậu hơn anh nặng nó dễ rớt à. Tầm bay tầm bá không à. Nè, nói giỡn chơi vậy chứ bây giờ không, bây giờ muốn đi thi phải không? Ừ. Giờ hai anh em mình thi với nhau trước đi. Thi với nhau. Tôi mà ra cái đề tài này mà anh mà trả lời được á thì anh mới nên tiếp tục anh lên đường lên kinh anh ứng thí. À. Còn nếu mà anh trả lời không được á, coi như về nhà ngủ với má đi. Vậy ha. Ờ. À, chơi không? Không, lỡ làm luôn đi. Rồi ha. Rồi. Nghe không?
tôi ra đề cho anh trả lời tôi nghe không? Hỏi hỏi hỏi. Nghe nè. Chứ anh tự hào là anh ăn học đã cao. Cỡ lầu 8 thôi chứ cũng không cao gì mấy. Nghe tiếp nè. Chứ chị dâu của anh mà té xuống giếng. Chứ chị dâu của anh mà té giếng, anh nắm cái chỗ nào anh kéo lên. Ngon trả lời. Nói gì đọc đĩa vậy cháu? Chứ trong cơn nghĩ ngợi gần xa chứ chị dâu mà té giếng miệng là ơi ơi, chứ năm đầu thì sợ tội với trời, hai tay tôi bờ hai tay tôi bờ. Bờ cái gì? Bờ cái gì? Bờ gì? Từ từ kiếm chỗ bờ. Bờ tầm bậy ông anh tôi quýnh tôi trào máu. Anh bờ cái gì? Năm đầu thì sợ tội với trời, chứ bờ ngay khúc giữa thì sợ lời thế gian. Chứ thôi thì tôi chạy tôi kiếm cái thang, chứ thòng xuống cứu chị kẻo chị chết quan mà tội tình. Vậy là cứu được rồi. Cứu được. Tôi mà là giám khảo á, tôi nói thiệt cho anh á, chấm anh rớt rồi. Sao kỳ vậy? Chứ còn gì nữa, anh chờ đi kiếm cái thang, anh thòng xuống anh cứu chị, anh đem chị anh lên, có nước đem chị anh đem đi chôn luôn thì có. Anh làm như anh giỏi lắm, anh giỏi, anh nhảy vô anh cứu coi. Coi tôi cứu nè. Cứu đi. Lẹ làng người ta cứu chứ chạy đi kiếm cái thang nữa, người ta chết thì còn gì nữa. Cứu đi, cứu nghe đi nè. Chứ đang cơn nghĩ ngợi gần xa, chị dâu mà té giếng. Chứ chị dâu mà té giếng miệng la ơi ơi. Đúng rồi. Chứ nắm cái đầu thì sợ tội với trời. Điều đó đúng. Đưa cái tay bợ bậy thì sợ lời thế gian. Đúng luôn. Sao cứu đây? Cái cổ em tay chị cứ hoàng, chị ôm em cho chặt cứng. Em kiếm đàn em leo lên. Đã thấy không? Trời ơi. Trời ơi, dở hơi à. Sao dở hơi? Lúc đấy nó uống nước gần chết mẹ nó rồi, bảo ôm làm sao nó ôm cho nổi. Trời ơi, còn anh nữa, người ta gần chết anh cũng không tha. Anh còn lợi dụng biểu ôm đi em kiếm đường em leo lên. Lợi dụng vừa phải thôi, vậy mà nói tôi hay. Trời ơi. Vậy mà đòi học. Làm giám khảo tôi hả? Vậy mà ăn học cái gì? Anh không nghe rõ ràng kỹ càng dễ trơn trọi à. Sao? Tôi nói cái cổ tôi nè, tay chị cứ hoàng, chị ôm cho chặt cứng. Có nghĩa là chị dâu tôi ôm tôi chặt cứng. Tôi đâu có ôm chị hồi nào đâu. Tôi hy sinh trinh tiết tôi đi cứu chị, không thấy à? Dạ. Trời đất ơi. Trời đất ơi, phải anh hy sinh trinh tiết là tôi sao? Gặp tôi ốm yếu vậy, chị tôi mới lớn, tôi cũng nói thôi em hy sinh trinh tiết để em leo lên lưng em cõng cho. Trời ơi, xin lỗi anh nói vậy mà cũng nói học nho. Chứ bây giờ tôi nói cho anh nghe nè, bây giờ đó anh làm vậy chưa đủ trình độ làm giám khảo tôi đâu. Chưa đủ hả? Khỏi cần đi thi. Bây giờ nếu để tôi nè, tôi làm giám khảo anh, bây giờ tôi hỏi lại anh nè. Anh hỏi tôi hả? Nhớ nghe. Rồi, chuẩn rồi, bị rồi. Nghe kỹ nghe. Tôi không phải là lợi dụng như anh đâu. Nghe nè. Chờ vợ anh chứ buông bản đường xa, chứ có cô em vợ hằng mượt mà hằng ở chung. Chứ đang đêm mưa gió bão bùng, chứ lỡ cô em vợ anh mà trúng gió thì hoài anh mừng cách chi. Làm cách gì giỏi đi. Trời ơi, đố này ngặt quá trời ơi. Không ngặt gì hết trơn trời ơi. Đơn giản như đang giỡn. Trời ơi, giờ trả lời không được thì rớt. Có cách trả lời rồi. Trả lời đi. Chứ đang cơn mưa gió bão bùng. Đúng. Con em vợ của tôi nó trúng gió, thì tôi dán mùng tôi chung vô. Chung vô làm chi? Cạo gió. Cạo gió hả? Rồi anh làm sao anh cạo? Thì dán áo lên cái thọt cái tay vô cái cạo. Trời đất ơi, vậy mày nói học nho. Chứ sao? Học nho tôi hỏi cái anh cái câu nam nữ thọ bất thân anh để đâu vậy? Vậy tôi hỏi anh là người ta trúng gió làm sao cứu đây?
Trời ơi dễ ợt, gặp tôi hả, tôi làm cho anh coi nè. Rồi anh ngon trả lời đi. Chờ đang cơn mưa gió bạo bùng, cái con em vợ anh mà trúng gió cho tôi vẹn mùng, tôi chung vô, tôi bắt cô cởi áo, tôi lấy dầu, tôi xoa, tôi bóp, tôi cào, tôi nào cùng khắp nơi. Đó, vậy là cứu được rồi. Bay tầm bá không mà. Sao tầm bay? Trời đất ơi, tôi mới dở cái áo, tôi thọ cái tay vô, nói tôi là nam nữ thọ thọ bất tương thân. Rồi anh kêu người ta cởi ra, rồi anh cạo, anh nạo tùm lum tà la hết trơn, trời rồi sao? Anh không sợ người ta cười anh hả? Cười anh được, cười tôi không được. Tại sao cười anh không được? Tại vì nó là con em vợ của anh chứ không phải con em vợ tôi. Ê! Con em vợ của anh tôi muốn cạo đâu tôi cạo. À, buồn tôi cạo chỗ này, không buồn tôi cạo chỗ khác. Vậy à, mắc mới nói tôi. Ôi ơi, già rồi mà còn ngu. Trời ơi, biện này nó gạt. Trời ơi, có nhiều em vợ đi, có nhiều em vợ tôi vái rời cho nó trúng gió cả bốn đứa. Chấp nhận thương đau ngồi cả đêm cạo gió. Ê, nhưng mà giờ tôi không có con em vợ, tôi có thằng em vợ ở nhà kìa, qua cạo nó giùm tôi đi. Thôi anh cạo nó luôn đi cho đủ cặp. Ê, nói vậy chứ anh đố vậy không hay đâu anh ơi. Sao đố như mẹo quá không hay đâu. Đố như tôi vậy nè mới đố nè. Đố sao? Nghe kỹ càng lại nè, câu đố này đi. Rất là trí tuệ. Trí tuệ hả? Đố đi. Chứ chị em bên nhà vợ sanh đôi, như hai giọt nước mặn mà như nhau. Nếu như anh tới ở rể á, thì anh phải làm sao để mà phân biệt chứ để mà phân biệt lẫn nhau cho khỏi lầm. Trời ơi, đó. Nó giống nhau vậy hả? Ừ, trả lời đi. Y như hai giọt nước hả? Y chang vậy đó. Ngon trả lời. Chuẩn bị nghe nè. Sao chưa vậy trơn, mạnh rên dữ vậy anh? Chị em nhà vợ sanh đôi, như hai giọt nước mặn mòi như nhau. Nếu tôi ở rể thì phải làm sao, thôi thì tự dẫn chết nhau cho đỡ phiền. Mau vậy đó. Thôi anh ơi, trời ơi, nhưng mà tôi nói anh nghe nè, có sinh đôi cũng có chỗ giống chỗ khác chứ sao giống nhau được. Tôi nói giống y như hai giọt nước vậy, không có khác cái chỗ nào hết trơn, trời ơi. Bằng nhau y chang vậy đó hả? Từ trên xuống dưới mà y chang lại. Không có chỗ nào lớn nhỏ gì vậy, khác nhau hết trơn hả? Trước sau y như một. Trước sau như một à. Thôi tôi không biết phân biệt đó, anh giỏi anh phân biệt đi. Tôi phân biệt phải không? Ừ. Giờ là thua phải không? Tôi trả lời nè. Trả lời đi. Trời ơi, trả lời được không mà kéo dài quá vậy. Chứ chị em bên nhà vợ sanh đôi, như hai giọt nước mặn mòi như nhau. Cái đó tôi biết. Nếu mà tôi ở rể thì ui chao. Vụ gì? Ngu gì phân biệt à. Tôi để tôi lộn hoài cho anh coi. Ê ê, trời ơi, trơn gian mà câu đó là hồi nãy tôi tính nói rồi đó. Không, tôi tính nói rồi, tôi định nói à. Định gì? Tôi định nói mà. Người ta trả lời rồi mà còn định. Nói giận chơi với tôi với anh, cái tài sắc cũng dạng toàn lắm ha. Bên nửa cân người tám lạng. Thôi giờ tôi nói anh nghe nè, tôi với anh đợt này thế nào cũng chia nhau cái bảng vàng trên đó à. Bây giờ nào nhưng mà chưa có hay đâu. Chưa bây hay. Giờ tôi với anh á, nghĩa là bây giờ muốn chứng tỏ được cái tài năng của mình á, phải chứng tỏ bằng cách xuất khẩu là thành thơ liền. Xuất khẩu là thành thơ. Có nghĩa là tôi với anh phải làm một bài thơ mà mỗi đứa làm một câu. Mỗi đứa làm một câu. À. Ráp lại nó thành nguyên ráp bài. Ráp lại thành nguyên bài thơ có dần có điệu đúng đàng hoàng. Đúng luật không? Đúng đường luật đàng hoàng. Trời đúng luật luôn hả? À? Rồi chơi. Trời không? Rồi. Tôi ra thơ trước nha. Anh ra thơ trước phải không? Tại cái hồn thơ tôi lúc nào nó cũng lai láng lắm anh. À. Biển này sao tôi vậy? Nhưng mà khoan, tôi chọn đề tài cái đã. Đề tài gì? Đó, bây giờ nhìn cái mặt tôi là anh biết tôi khoái cái gì rồi. Tôi biết. Biết cái gì? Hồi nãy giờ tôi không dám nói. À, tôi khoái cái gì? Khoái tôi. Trời ơi, tôi mà khoái anh chừng tháng ấy chắc tôi đi chàng hạn quá. Làm như tôi thèm anh lắm vậy. Xin lỗi anh à. Cái mặt anh khoái gì? Cái mặt tôi chỉ khoái phụ nữ thôi. Phụ nữ thôi. Ai chịu thôi. Em cũng có nửa phụ nữ nè. Thôi anh ơi, tướng anh kỳ quá anh ơi. Kỳ á, kỳ thôi sửa lại đó. Cái tướng anh tối tối
cái tướng anh mà tối tối nằm kế anh không biết anh đang nằm sấp hay nằm ngửa. Dẹp lép. Cậu vô duyên quá. Bây giờ sao, lấy đề tài đàn bà phải không? Lấy đàn đề bà. Tài tôi ngợi ca một cái bằng đặt về bài thơ ngợi ca phụ nữ. Ngợi ca phụ nữ phải không? Ừ. Rồi chuẩn bị tôi vô nha. Rồi vô. Thượng đế xin chi lắm các bà, gieo rắc kinh hoàng khắp chúng ta. Trời đất ơi. Ngày ngày rủng rỉnh đi mua sắm, tối tối đăng sinh nhảy thả ga, nhà băng lũng nát không cần biết, thẳng cánh mà chà rờ đích ca. Tùy thế các bà mà vắng bóng, trần gian cũng giống bãi tha ma. Bởi tôi nói không có đàn bà là không có được. Không có. Bởi tôi biết vậy tôi sống mình tôi không được. Tôi chia ra nửa bên này nửa bên kia vậy dễ sống. Thưa anh kỳ quá anh ơi. Trời ơi cái đó cái chuyện đó tao giấu. Thôi tôi nói cho anh nghe. Đứng nói chuyện nãy giờ thi thơ văn với anh để vậy được rồi Thôi giờ mình lên kinh ứng thí đi chứ để sợ để trễ giờ. Thưa quý vị, đó là phần trình diễn của hai danh hề Vân Sơn và Hoài Linh. Đó thiết tha bên nhau nay đã xa. Thưa quý vị, tôi có nghe nói San Diego là thiên đường của những người trốn động đất, bởi vì ở đây ít xảy ra cái việc này lắm phải không ạ? Thế nhưng mà buổi sáng hôm nay thì sở địa chấn ở Pasadena có cho chúng tôi biết một điều là vào khoảng giờ phút này thì sẽ có một cái cuộc có một cái sự rung động khá lớn xảy ra ở San Diego. Có lẽ là tại vì họ dự đoán được cái phần trình diễn kế tiếp nó sẽ xảy ra, sẽ gây ra rất nhiều chấn động. Bởi vì thưa quý vị, đó là sự xuất hiện của một nam ca sĩ trẻ, bô dai và rất lôi cuốn. Anh sẽ trình bày một nhạc phẩm của Carole King, đó là bài I Feel the Earth Move. Xin quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp đón phần trình diễn của nam ca sĩ Thái Tài.
I feel the sky tumbling down, tumbling down. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down, tumbling down. I just lose control, down to my very soul. Yeah, I get a hot cold, all over, all over, all over, all over, tumbling down. Muốn chia sẻ với quý vị và Băng Châu một cái câu thơ như thế này: đàn bầu ai khẩy thì nghe, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. Đố Băng Châu, không biết Băng Châu có nghe và hiểu cái câu thơ này không? Con gái chưa chồng thì sợ chữ bầu nên không dám nghe đàn bầu. Thưa quý vị, đàn bầu tức là loại đàn chỉ có một dây, và vì thế cho nên người ta còn gọi là đàn độc huyền. Người ta gọi là độc huyền. Độc huyền cũng là tựa đề của một bài hát mà nhạc sĩ Trần Trịnh vừa sáng tác. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị sau đây qua phần trình diễn của một giọng hát rất là tuyệt vời, đó là nữ ca sĩ Hương Lan. Và trong phần xuất hiện của Hương Lan lần này còn có sự phù họa đàn bầu của cô Bích Thuận, là một nữ nhạc sĩ trẻ nhưng rất có tài, bởi vì cô sử dụng được rất nhiều loại nhạc khí cổ truyền của người Việt Nam. Ngoài ra, với sự xuất hiện trở lại của nữ ca sĩ Hương Lan trong chương trình video ca nhạc Hollywood Night 14, sau một thời gian vắng bóng trên sân khấu này, đã đánh dấu một sự kiện rất là đặc biệt, đó là sự tập hợp tuyệt diệu của bốn nữ ca sĩ mang cùng tên của một loại hoa đẹp, đồng thời cũng là những giọng hát được yêu thích nhất hiện nay tại hải ngoại. Và bây giờ thì xin quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp đón phần trình diễn của nữ ca sĩ Hương Lan. Thank you.
giận mình sao vẫn đợi. Cuộc tình đã trôi qua như lòng chẳng phôi pha, như điệp cũng lặp lại độc quyền chưa dứt dây. Còn có nhau trong đời thì lặng tiếng im hơi, từ cách xa đôi bờ lại lời than tiếng thở. Độc hành với riêng tay tơ lòng chẳng sau đây Văn Châu xin giới thiệu đến quý vị phần trình diễn của Ngọc Bích trong nhạc phẩm I'll Be There cùng với sự phụ họa của Tuấn Hải. I'll be there. I'll be there.
and I'll be there. Hôm nay, để ghi dấu lần trình diễn thứ 10 của cô trong các chương trình video ca nhạc của Hollywood Night, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tàn Tro, nhạc ngoại quốc, lời Việt Khúc Lan, qua tiếng hát rất dễ thương và vững vàng của nữ ca sĩ Thanh Vân. Vẫn tuôn khắp tình tan tan, thu vẫn trôi giờ biết ly đến, anh về đi em vẫn đứng đây nhìn lá rơi nghe lòng ta tan tan, từng sắc hoa phai tàn theo cuối xuân, anh cứ đi tìm vui nơi khác, đừng nên thương xót em mà chi, cuộc tình thứ nhất em đã chắc chắn. Và như xót xa người yêu quá hững hờ lạnh lùng với anh, từng trải thơ bao cuộc vui chờ anh nơi đó, có biết bao nhiêu người tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò, chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông mà nghe buồn. Lại theo bóng tôi trở về đây để em nhớ thương, còn rất rơi những tàn tro năm cũ sưởi ấm tim cho lòng thôi ra băng, thôi nhé anh tình duyên đã dứt và em xin giữ ấm hương tàn tro, cuộc tình thứ nhất em đã chót trao về anh, tình yêu đầu tiên tình yêu rất đậm đà và như xót xa. Người yêu quá hận hờn lạnh lùng với anh, từng chạy theo bao cuộc vui chờ anh nơi đó, có biết bao nhiêu người tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò, chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông mà nghe buồn. Và nhớ xót xa người yêu quá hững hờ lạnh lùng với anh, từng chạy theo bao cuộc vui chờ anh nơi đó, có biết bao nhiêu người tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò, chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông mà nghe buồn. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, và bây giờ Văn Châu lại có dịp giới thiệu đến quý vị một sáng tác rất mới của nhạc sĩ Ngọc Lễ. Đó là nhạc phẩm Con Gái. Và bài hát này chỉ để dành riêng cho con gái hát mà thôi.
Hãy
Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một trong số rất ít những nhạc sĩ sáng tác mà có thể tự trình bày ca khúc của mình một cách rất là truyền cảm đến khán thính giả. Có lẽ là tại vì giọng hát ngọt ngào và trầm ấm của anh. Thưa quý vị, đó là nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn. Trịnh Nam Sơn xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả tại vùng San Diego. Bài hát mà theo tôi biết, bài hát mà Trịnh Nam Sơn trình bày ngày hôm nay là một trong những sáng tác mới của anh. Bài hát có tên là Dòng Sông. Vậy thì Sơn có thể cho khán thính giả biết thêm ý nghĩa của bài hát này. Dạ. Thưa anh Nam Lộc và kính thưa quý vị khán thính giả, Trịnh Nam Sơn mới sáng tác nhạc phẩm có tựa đề là Dòng Sông. Và Dòng Sông nó có trong bản nhạc của Trịnh Nam Sơn có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nói về cuộc đời trôi nổi của mình, của cuộc đời của một người nghệ sĩ. Và cái ý nghĩa thứ hai là nói về một người con gái đã đến với mình trong cái tình cảm rất là chân thật và nồng nàn. Và cái tình cảm này đã thay đổi cuộc đời của mình. Và cũng vì vậy Sơn cảm thấy rất là hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cảm ơn Sơn. Và thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi cũng xin được chúc anh hạnh phúc với Dòng Sông của anh. Và xin mời quý vị thưởng thức Dòng Sông qua tiếng hát của Trịnh Nam Sơn. Thầm nhắc tên em yêu thật lâu,
mưa rơi trong trời hồng, làm ấm áp mây mùa thu cho lòng tôi mãi. Yêu em ngàn đời. Thưa quý vị, tôi có một cô bạn, tôi có một cái khả năng sáng tác rất là phong phú. Ngoài những cái sáng tác về thơ văn và âm nhạc, tôi để ý cô ấy còn viết lời Việt cho rất nhiều ca khúc thật là ý nghĩa và sâu sắc. Thưa quý vị, đó là nữ ca sĩ Thanh Lan. Dạ, trước hết Thanh Lan xin phép anh Nam Lộc được gửi đến tất cả quý vị khán giả của mình lời chào thân thương. Lần này không biết là lần thứ mấy Thanh Lan trình diễn tại San Diego, và lần nào Thanh Lan cũng thấy khán giả của San Diego rất là dễ thương và rất là nồng nhiệt khi mà xem mỗi tiết mục văn nghệ mà của các ca sĩ từ Orange County tới. Cho nên là trước hết Thanh Lan xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn yêu mến nghệ thuật và đến với nghệ sĩ Việt Nam chúng mình một cách rất là nhiệt tình và hết lòng. Và có một bài hát rất nhiều người hát mà có lẽ là không biết là của Thanh Lan hát lời Việt. Anh Nam Lộc biết bài gì không? Tôi cũng không biết luôn, xin lỗi Thanh Lan. Đó là tại vì không bao giờ Lan nói là của Lan. Thật ra Lan viết là để mình hát thôi. Đó là bài Người Mẹ Hiền Yêu Dấu. Mẹ hiền yêu dấu. Bài rất là quen thuộc. Dạ. Mẹ đã trao về con. Và khi mình hát bài đó lên thì mình rất là nhớ và yêu mẹ mình. Vâng. Dạ. Cũng trong cái chiều hướng đó thì hôm nay có lẽ là chúng tôi lại xin giới thiệu đến quý vị một bài hát rất là nổi tiếng từ lâu, nhưng mà hôm nay theo tôi được biết thì Thanh Lan cũng viết một phần lời trong bài hát này thì phải. Thanh Lan nói thêm về ca khúc này được không? Dạ, đây là một ca khúc mà đa số người Việt Nam chúng mình đều biết và có thể nói là cũng có thuộc sơ sơ cái lời. Dạ, thì hồi nhỏ Lan đã có nghe nhiều ca sĩ hát và Lan cũng thích bài này lắm, nhưng mà chắc hồi đó cái tâm trạng mình nó chưa hợp lắm cho nên là mình không dám hát, mình sợ mình hát cái bài đó không được hay. Hôm nay thì nhân dịp Lan thấy có nhiều người yêu cầu Lan hát bài đó mà Lan chưa được dịp quay video cho trung tâm nào, thì Lan đã chọn để quay cho anh Thăng của Hollywood Night bài hát của Charlie Chaplin, tức là Charlo đó. Bài hát được dịch ra tiếng Việt và có tựa đề là Ánh Đèn Màu. Vâng. Đây là bài hát mà nếu tôi không lầm thì do nhạc sĩ Xuân Mỹ. Dạ, tức vâng, là Nguyễn Mỹ Ca viết lời Việt phải không? Dạ, anh ấy viết lời Việt từ lâu lắm rồi và rất nhiều ca sĩ khác hát. Lần này Lan thâu, Lan cảm thấy hình như lời hơi ngắn. Tại vì nếu mà cứ hát đi hát lại một lời, Lan sợ khán giả muốn biết thêm một cái gì sau đó, sau cái lời đó. Cho nên Lan đã viết thêm lời hai. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ánh Đèn Màu, lời Việt của nhạc sĩ Xuân Mỹ và lời hai do Thanh Lan vừa viết lời. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi kính chào quý vị phần trình diễn của nữ ca sĩ Thanh Lan.
đèn tắt lặng lẽ trong đêm, người ta lãng quên đời son phấn hồi bẽ tiếp tục chương trình. Chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị một nhạc phẩm rất quen thuộc mà quý vị thường nghe qua phần trình bày của nam danh ca Hồng Kông Leon Lay. Leon Lay còn được biết qua một cái tên rất Trung Hoa là Lê Minh, và bài hát này đã được chúng tôi chuyển dịch sang lời Việt với tựa đề là Hát cho tình yêu đầu. Thưa quý vị, anh Nam Lộc có khoe với Băng Châu là ảnh chỉ cần mất có vài tiếng đồng hồ thôi là đã hoàn thành xong cái phần lời cho bài hát này, phải không anh? Vâng, đúng như vậy, Băng Châu. Lý do nào mà khiến cho anh sốt sắng như vậy? Thực sự cũng không phải là tôi sốt sắng lắm, nhưng mà có lẽ là tại vì tôi cảm hứng ở cái phần nhạc rất là hay và trữ tình của bài hát này, Băng Châu. Và bây giờ Băng Châu xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hát cho tình yêu đầu, nhạc ngoại quốc, lời Việt của anh Nam Lộc qua giọng hát truyền cảm của một nam ca sĩ. Tuy vừa đến với người yêu nhạc, nhưng tiếng hát của anh đã làm cho rất nhiều trái tim thổn thức. Chắc có Băng Châu trong đó nữa hả? Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành một sự tiếp đón rất nồng nàn cho phần trình diễn của nam ca sĩ Tuấn Hải.
Trong cô đơn một mình ta trong niềm thương nỗi nhớ về một cuộc tình. Tình yêu có những nụ cười phút giây tuyệt vời ta đã trao riêng về em với bao nhiêu nồng nàn và bao kỷ niệm còn đó. Từ khi trái tim rộn ràng theo những thương yêu ngỡ ngàng, nhưng hôm nay chỉ còn mình ta trên miên nỗi nhớ về một người tình. Người yêu đôi mắt thật buồn vẫn vương lệ sầu, vì đâu tình yêu lỡ làng, nỗi thương đau ngập tràn lòng ta lặng trong niềm nhớ. Thời gian đã không nhạt mờ đi những ai ân ngày nào. Khúc hát này gửi chào đến em bằng những câu ca lời nhạc tình đang dở dàng, và mong nơi phương trời đó có em đang lắng nghe. Hãy cho tình ta theo lãng quên để sống vô tư như ngày ta chưa biết yêu nhau, để cho những trái tim ngây thơ không mang sâu đau. Nhưng hôm nay chỉ còn mình ta trên miên nỗi nhớ về một người tình. Người yêu đôi mắt thật buồn vẫn vương lệ sầu, vì đâu tình yêu lỡ làng, nỗi thương đau ngập tràn lòng ta lặng trong niềm nhớ. Thời gian đã không nhạt mờ đi những ai ân ngày nào. Khúc hát này gửi chào đến em bằng những câu ca lời nhạc tình đang dở dàng, và mong nơi phương trời đó có em đang lắng nghe. Hãy cho tình ta theo lãng quên để sống vô tư như ngày ta chưa biết yêu nhau, để cho những trái tim ngây thơ không mang sâu đau. Gửi chào đến em bằng những câu ca lời nhạc tình đang dở dàng, và mong nơi phương trời đó có em đang lắng nghe. Hãy cho tình ta theo lãng quên để sống vô tư như ngày ta chưa biết yêu nhau, để cuộc đời này là giấc mơ thiên năm nào. Em khép đôi mi hồn nhiên và anh đặt chiếc hôn thơm nồng nhẹ lên đôi mắt em, và anh được hát cho em bài hát cho tình yêu đau. Chị đang thưởng thức phần trình diễn của Thúy Vi và nhóm vũ công Cinema Picture trong nhạc phẩm The Eye of the Tiger. Rising up, back on the street, took my time, took my chances. When the distance now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happened too fast. You change your passion for glory. Don't lose the grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight.
catch up our rival. And the last known survivor starts to spread in the night. And he's watching us all in the eye of the tiger. Ta quyết tâm mang dòng máu anh hùng. Ta hiên ngang đi tới huy hoàng. Dù bao khó khăn lòng vẫn không sơn chí. Vì lòng ta mang niềm tin yêu tuyệt đối. Là đôi mắt sáng trong bóng đêm dẫn đường về tới nắng mai. Đời tươi vui em với ta không còn cách xa. Và những bước chân cứ mãi cuốn theo dòng đời vẫn tiến lên. Vì đôi mắt là tia sáng để dẫn lối cho lòng anh hùng. Rising up straight to the top. Has the guts, got the glory. When the distance, I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the gleam of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor starts to spread in the night. And he's watching us all in the eye of the tiger. Thưa quý vị, nhạc phẩm mà chúng tôi sắp sửa mời quý vị thưởng thức là bài hát có tên Biển Động. Đây cũng là ca khúc chính của một vở kịch cùng tên, nói về tâm trạng, nỗi lòng cũng như tình yêu của người mẹ dành cho người con dù ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Biển Động qua giọng hát ngọt ngào và truyền cảm của nam ca sĩ Thái Châu. Nhìn ngoài trời mây đen tới, mắt nhìn mắt khóc biệt ly. Lòng từng hồi nghe dâng sóng, biết cho rằng mẹ đã yêu con. Con ơi con từ đây đã cách xa đường mây. Ôi cuộc đời nghiệt ngã sâu bi. Ước gì qua cơn sóng, ước gì lá đừng rơi. Và lòng thôi biển động, tình này rước lên ngôi. Biển dâu đôi thay lòng nhau, núi sông cách ngăn tình yêu. Thôi rồi đàn đứt dây tơ, đời đã chia đôi. Rơi chiều nay hạt mưa vẫn rơi nghìn sâu. Mưa ní non ngoài sông và mưa tá tơi trong lòng. Cơn bão qua biển đông, trùng dương dâng cao đợt sóng. Khóc cho ai một thời vang bóng. Cơn giông tới, lòng nghẹn ngào khóc sâu bi. Nhìn dòng đời dâng cao sóng, ước mong gì mẹ vẫn yêu con. Ai khóc con chiều nay, ai khóc con ngày mai. Ôi cuộc đời như bóng. Thank you.
cơn sóng, ước gì lá đừng rơi và lòng thôi biến động, tình này rước lên ngôi biến dấu đổi thay lòng nhau, núi sông cách ngăn tình yêu, thôi rồi đàn đứt dây tơ, đời đã chia đôi. Mưa đã rơi chiều nay, hạt mưa vẫn rơi nhìn sau, mưa ní non ngoài sông và mưa tá tơi trong lòng. Cơn bão qua biển đông, trùng dương dâng cao đợt sóng, khóc cho ai một thời vang bóng. Chiều lại về cơn giông tới, lòng nghẹn ngào khóc sâu bi, nhìn dòng đời dâng cao sóng, ước mong gì mẹ vẫn yêu con. Ai khóc con chiều nay, ai khóc con ngày mai, ôi cuộc đời như bóng. Và có rất nhiều quý vị khán thính giả cũng như chúng tôi đã từng được nghe qua và rất yêu thích phần trình bày song ca của hai tiếng hát mà khi họ đứng riêng đã là những ngôi sao chói sáng của nền âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, sự kết hợp tuyệt diệu của hai tiếng hát này chúng ta chỉ mới được nghe qua bằng những âm thanh của băng nhạc hoặc những đĩa hát CD. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên chúng ta được thưởng thức phần trình diễn của hai tiếng hát này trên sân khấu cũng như trên video. Và thưa quý vị, để trình bày một sáng tác của Trịnh Nam Sơn, bài hát chỉ có một cái tựa đề bằng một chữ nhớ, diễn tả lại cái nỗi dung cảm rất là tha thiết và day dứt, nhưng mà nó lại trở thành một cái cảm xúc không thể thiếu được, một cái rung động không thể thiếu được ở trong đời sống của chúng ta. Chúng tôi xin hân hạnh và kính mời quý vị thưởng thức phần trình diễn song ca của Ngọc Lan và Trịnh Nam Sơn. Thank you.
trong lòng và nhớ em mỗi lần thu qua. Chương trình nhạc hội Hollywood Night 14, chủ đề Người tình mùa hạ đến đây đã chấm dứt. Xin thay mặt Trung tâm Mây cùng các anh chị em nghệ sĩ thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong suốt những giờ phút vừa qua. Và chúng tôi ước mong sẽ được gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong một ngày rất gần đây.